Còn bây giờ thưa quý vị là có mời đây thêm một người nữa, duyên dáng, nhanh nhẹn, nói năng từ tốn, khiêm tốn nhẹ nhàng, Lê Dương Bảo Lâm. Nên nên anh anh em nè, em chào anh Giang. À, chào anh Thận. Ừ, đưa em về đi. Chưa đưa về được, mới tới chơi rồi sao đưa về. Dạ, nhưng hồi nãy mà em đó là chạy xe máy nha. Tại vì em chưa biết chạy xe hơi luôn. Ủa rồi đi làm là tài xế chở? Có chú tài xế chở em. Vậy hả? Thì hy vọng xong chương trình này nhà tài xế sẽ cho em một chiếc xe, em về em tập lái ô tô, sau này em lớn em lái xe đón cô gái. Cô con gái nhỏ của mình. Con gái nhỏ của em. Sao mình có xe mà không tự lái mà phải đi mướn tài xế vậy? Là bữa em tập em đụng cục điện một lần và em bị nhát tay, em không dám làm nữa. Thiệt luôn á hả? Dạ, có tập là vợ em chỉ em dạy em. Tức là vợ biết lái? Biết lái rồi bữa tập có la mà em đạp lộn á, bước vô cục điện một lần. Cho nên từ đó bị quản á, chấn động tâm lý á, em không dám tập nữa. Vậy hả? Dạ. Thì hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ tặng em một chiếc xe, đó chính là cái động lực của em để về em tập lái một lần nữa. Nay hai người chơi tới hồi đứa lái chiếc về đúng không? Không, hôm nay sẽ có 3 người chơi, ai vượt qua câu hỏi thì sẽ lái xe về nhà thôi. Là người chơi chứ nghệ sĩ là không có dính dáng. Nãy hai đứa bạn trong cánh gà là Thuận lấy chiếc màu đỏ, Long lấy màu trắng. Trời ơi, xui luôn. Cầu vô tình này là cái cầu mà chia tay tình yêu. Cái bài vô tình của chị Cẩm Ly đó. Vô tình Cẩm Ly hát sao? Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ. Hát ngay cái cầu rồi luôn. Chà, hay quá. Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ. Gặp anh trong giấc mơ. Có một câu thơ rất nổi tiếng để mọi người ví von về điều này, tức là gà nào hay bằng gà cao lãnh, gái nào bảnh bằng gái nha mân. À, Đồng Nai có anh Dương Lâm đẹp trai nhất xóm, không ai sánh bằng. Đúng rồi. I believe. Khoa La là con mà ở trên cây mà xinh xinh đẹp đẹp mà rất tiền tốn, hay tạo dáng lắm. Anh đi sở thú bên Úc á, nhìn nó cứ vậy mà. Chị cha em lúc mà em live stream á. Vậy vậy, em live stream chậm vậy? Ừ, nó khúc mà chụp hình á, tao 2-3. Đó, y chán có luôn á. Coi nó cũng vậy nè. Mà nó không bị hack Facebook thôi. Trung bình là 10 khẩu hình nè, khẩu hình đi, đừng nhả nó nè. 6 Ê, xà 6 9 5, 9 10 6 9 10 Cái miệng anh nó nhỏ, cái khẩu hình nó không có rõ. Anh cố gắng cho bự. 10 2 rồi, 2 rồi, cái hàm 2 là gì? 12 là vậy đó, 19 cũng là vậy, 10 giờ cũng là vậy. Kì vậy, miệng kì vậy, miệng như có một khuôn vậy. Ờ, miệng có một khuôn à. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Hãy đến ngay 39 đại lý ô tô Suzuki trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.